は女神の光の翼、剣を振るうて引きなさい。いいですね、引きなさい。マスター、感じなさい。暗黒のしもべたちよ、神罰を受けなさい。行きましょう、勇敢な冒険者よ。この世界を守るための長く苦しい旅路を私と共に歩んでいただけませんか。Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình Hero Game. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem sơ qua về cái bộ Q của con tướng, có thể gọi là Jessica Lowley hoặc là Light of Renesis. Dạo này đọc tiếng Anh nó cũng lên gớm nhỉ. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ nói qua sơ qua về cái bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái ngoại hình tổng thể của em ấy. Em ấy chỉ cao 1m38, nặng 34kg. Mấy tuổi nhỉ? Vòng 1 62, vòng 2 49 và vòng 3 65. Vòng 3 thì to tê hơn cái vòng 2, vòng 1 chút xíu. Ok. Rồi về chỉ số cơ bản ở cấp độ là 70, chúng ta có đạt được cái mức là chỉ số B ở cái hạng B 3K3. Attack thì khỏi nói, in rất là cao, 563. Death thì hạng C và Madet thì tầm hạng S 395, mà Death thì khá cao ạ. Ok, bon cho lính thì chúng ta sẽ thấy được cái bon cho nó là 25, 40, 15 và 20. Ở đây 40 ở cái phần attack là theo hướng là tấn công rồi các bạn, có một cái lượng máu cũng tương đối ổn định. Thủ thì coi như là yếu rồi, ma thủ khá cao nên có vẻ về cái phần ma thủ thì sẽ sử dụng để đánh vào những solo tay chân với những cái con mà có ma thủ đánh in thì cũng có thể ok. Còn đánh với lại vật lý thì cũng hơi mệt, nhưng mà đánh với lại vật lý thì hơi mệt đó. Rồi lính thì chúng ta có lính này và lính phù thủy này. Đây thì ta là một lính mà tăng sát thương kỹ năng, nếu như mà xài cái sát thương kỹ năng nhưng mà sẽ bị mất đi ở cái phạm vi á, là không thể được chọn ở tứ phương tám hướng mà chỉ chọn ở cái phần đông tây nam bắc thôi, thì nó cũng hơi gọi là hơi có một gì đó nó bị đánh đổi cái tính cơ động của cái kỹ năng. Sẽ sử dụng cái con này. Con này thì khi máu 100% thì attack và madness thì nó sẽ tăng lên 15%, thì con này thì nó sẽ tăng dam lên 10% khi chủ động tấn công. Chỉ số thì cũng cơ bản như nhau các bạn, 2m4, 1m9, 2m96, thậm chí chỉ số con này cao hơn nữa. Ok, có lẽ là xài con này đi. Rồi nói sơ qua về cái thiên phú của nó thì sát thương gây ra nó sẽ tăng là 15%, ở đây ghi là tăng 15% theo là cái cấp độ 6 sao. Cấp độ 3 sao sẽ là 5%, 4 sao 8%, 5 sao 11% và tối đa là 15% ở cấp độ là 5 sao. Khi vào trận, sát thương gây ra khi vào trận. Rồi sau khi mà sử dụng kỹ năng ấy, thì thời gian hồi chiêu của kỹ năng đó nó sẽ dựa trên cái số lượng mục tiêu đánh phải, tối đa là 3 lượt, 3 tuần, gồm domain up to the 3 tuần. Okay. Trước khi vào trận thì sau khi hành động thì nhận được một cái hiệu ứng gọi là Mycetic Light, in sẽ tăng lên 5% và có thể công dụng tối đa đi là 4 lớp, không thể bị xua đuổi, cannot be defeated gì đó. Thứ hai điểm cộng dồn này của cái điểm Master Light thì chúng ta sẽ được cộng một giải đơn vị của tầm đánh là kỹ năng là cộng 1. Chà, căng nhà, tầm đánh cộng 1. Ok rồi, sát thương gây ra thì tăng ở cái mức độ là tương đối thôi, không có cao các bạn, 15% chống mức độ 6 sao thì nói chung là 5 phần, một phần tương đối. Nhưng thêm một cái có thể gọi là một cái thiên phú của con hay in vào trong này, có thể là chồng tối đa 4 lớp và cái hiệu ứng Master Light này nó không có thể giải trừ luôn các bạn. Và chỉ số cộng in vào trận 4 lớp là 20% thì nó thua cái con hay in đó. Con in là 30% đúng không?
nó thua con Hyin 10% thôi, nhưng mà chỉ số vào trận nó tương đối ổn. Và cái con này nó là ở đó rồi thì chỉ số cơ bản nó sẽ được nhỉnh cao hơn cả chỉ số của E con Hyin. Thì vào trận thì nó sẽ cộng ra mỗi chỉ số khá là cao nếu mà tích đủ 4 lớp. Còn khi mà tích đủ 4 lớp á, thì nó sẽ trồng hai cái hiệu ứng cộng hai tấn công các bạn, cứ hai lớp là sẽ được cộng thêm một tầm đánh, vậy thì tối đa là 4 lần. Cái này là không thể bị giải trừ nha, không thể bị giải trừ thì sẽ được cộng hai tầm đánh. Ok rồi, coi có cái skin nào loli không, này skin giải nhạc à. Ok rồi, tiến tới một cái phần như thế này. Ở đây thì con này về cái hướng là bon 1, bon 2, bon 3 đồ thì con nào cũng như con nào. Ba cái bon đó này nó cũng không có quan trọng. Quan trọng bon 4, bon 5. Và cái bon 4 thì ai là người mở bon 4? Chúng ta đã có rồi, ai cũng có, Jessica. Còn cái bon 5 thì ai? Jessica trẻ. Là Jessica Lonely. Bon 4 Jessica, bon 5 với Jessica trẻ. Ok rồi, bon 5 là cái bon quan trọng, giờ con này mới quay Jessica trẻ do Jessica. Ở đây thì chúng ta có Q đơn đánh một mục tiêu mà khi mà gây sát thương á, thì cái gì ta, lên một mục tiêu thì nó sẽ được giảm cái hồi chiêu. Ok rồi, bỏ cái phù đồng hồ nhé các bạn. Bây giờ là giảm cái khả năng hồi chiêu rồi, thì cái phù đồng hồ là coi như nét quanh bên, có thể tăng cường ở cái sát thương ma thuật là phù ma thuật, hoặc là tăng cường về cái khả năng di chuyển là phù gió nhẹ, hoặc là tăng cường về cái chỉ số cơ bản. Tăng cường về chỉ số cơ bản cũng rất là ngon, tại vì chỉ số cộng dồn ở trong kia là chỉ số vào trận, nó là khác. Bạn có thể tăng cường khả năng in của nó lên bằng trăng tròn gió nhẹ để cho nó độ cơ động tổng cơ. Mà nó cũng bất ngờ rồi, tại vì nó có tele. Còn nếu như mà muốn ok thì có thể là tăng cường về cái sát thương ma pháp. Nếu bạn phù được một cái lượng in lên cao thì có khả năng là các bạn sẽ sử dụng pháp thuật. Rồi thì con này để xài cái gì? Xài cái cây nào mà có cái lượng in, cái trượng nào mà có cái lượng in tăng cao. Thì mình chỉ phỏng đoán như vậy thôi. Cỡ này mình review qua về cái bộ skill của nó. Ở đây thì có skill đánh với lại là 6 binh 1.5, và khi đánh cái skill này thì coi như là đánh luôn, đánh hoài. Tại vì cái skill này cứ 1 và đánh đơn thì nó sẽ cầm đơn trừ 1. Ở đây thì chúng ta có bị động hỗ trợ, hỗ trợ chủ động về cái phần tăng attack và coi như là miễn dịch attack giảm duy trì trong 2 hiệp. Ok. Có khả năng là con này nó sẽ tự lực cánh sinh, tự tăng cường cái khả năng tấn công của nó. Mặc dù tăng cường là duy trì trong 2 hiệp, nhưng để mình xem coi nó có tăng cường thủ không. Không, nó tăng cường tấn công các bạn. Ở đây là skill đặc biệt thì mình sẽ để nó sâu. Ở đây chúng ta có tele trong cái phạm vi và đến cái tầm tele thì 7 khối, và không có cái việc mà tele NBC. Không có tele NBC. Ok. Ở đây chúng ta có siêu đánh với kỵ binh Cavalry. Ở đây thì chúng ta có một chiêu lửa có đặc hiệu với là bộ binh. Nếu mà xài cái chiêu AOE này á thì nó sẽ được trừ cầm đơm đi là 3. Thì khả năng là nhảy chiêu này một cách liên tục thì cũng có đó các bạn. Cũng căng nhạt. Căng thiệt. Ở đây chúng ta tele rồi. Rồi, bây giờ cái này là hơi thở rồng rồng thánh. Gây sát thương trên 3 đường với cái lượng sát thương là 0.36 đam mạo E, và sau đó là có đặc hiệu với là Demon, và sau đó là xóa bỏ đi một bút của thêm địch. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái bộ skill đặc biệt của nó. Ở đây chúng ta có skill barcode. Skill barcode đó, skill này có một cái khả năng biệt động là nếu lượt này sử dụng một kỹ năng hỗ trợ và có nhất một đơn vị đồng minh bên cạnh thì sau khi hành động thì có thể hành động lại. Ok, sau khi hành động thì có thể hành động lại, có nghĩa là các bạn có thể sử dụng nó một cái chiêu tăng cường, để nếu mà không có boost thì có thể là tăng cường rồi sau đó là đánh
được hành động lại đánh lại, hoặc là các bạn có thể sử dụng là một cái hướng là từ ở phía xa tele đến ngay cạnh đồng đội và đánh thẳng vào mặt cái con tướng, con boss đấy. Một cái điều bất ngờ ở đây là cái teleport này thì 2 hiệp và nó sẽ được cái thời gian hồi chiêu là nó sẽ vẫn là hai hiệp. Đây, thời gian hồi chiêu thì 1 hiệp, nhưng những cái chiêu này để đánh thì nó sẽ có thời gian hồi chiêu được giảm do cái số lượng mà con sẽ bị đánh. Chiêu này là cộng đồng 5, nhưng mà mục tiêu thì là mục tiêu đơn nha các bạn. Tiêu đơn Attack Singer and Delete of 5 Dam. Mục tiêu đơn, đây là sát thương mà pháp tấn công một kẻ địch gây sát thương 1.5 lần, hiệu quả chống lại bất kỳ đơn vị nào mà không phải là thánh. Vì sau trận chiến sẽ khôi phục HP cho tất cả các đơn vị đồng minh bằng 2 lần trí lực của Light of Brennis. Vì sau khi hành động sẽ khiến bản thân và đồng minh lân cận ngẫu nhiên nhận được một cái Holy Cell. Khi HP là 100% thì sát thương nhận giảm đi 25% kéo dài trong 1 hiệp. Ngon á, cái Holy Cell là ngon á. Khi máu là 100% thì sát thương nhận giảm, mà khi nó đánh thì nó hồi lại bằng 2 lần trí lực của nó rồi. Và cái hồi chiến lược của nó thì nó hồi ở mũi, nó quýnh ở mũi Cà Mau nhưng mà hồi ở thành phố Hồ Chí Minh được, thậm chí là hồi ở ngoài Hà Nội nữa. Đây là trên bản đồ đó, con của bạn nằm ở đâu là nó quýnh là nó hồi luôn, chứ không có cần ở trong cái phạm vi chỉ định nữa. Đây, một kill cũng khá là ngon. Rồi thì chúng ta sẽ đến với cái chiêu này, Holy Light. Đây là sách thương ma pháp tấn công một cái địch gây sát thương 1.4 lần, có tác dụng chống lại ma quỷ và sau trận chiến hồi máu cho mình có lượng HP thấp nhất bằng 2 lần chiến lực của con này. Ồ, cũng ngon. Nhưng mà nó là chống lại quỷ rồi, có tác dụng chống lại ma quỷ demon này và sau trận chiến thì hồi có lượng HP cho một cái đồng minh thấp nhất. Ok, vừa quýnh vừa hồi thì cũng khá ổn. Và chúng ta có thêm một cái chiêu nữa là cái chiêu này, Holy. Chiêu này sát thương phép tấn công một cái địch gây 1.5 lần sát thương, có tác dụng chống lại ma quỷ sau trận chiến thì cái ô được đánh bởi kỹ năng này cũng như một ô kề bên á sẽ nhận được hiệu ứng là Holy gì đó. Khi một đơn vị đối phương kết thúc hành động của chúng trên ô này thì một boost sẽ bị loại bỏ. Ok, nó quýnh đơn, chiêu này quýnh đơn nha các bạn. Chiêu này quýnh đơn thì nó sẽ ra đánh, nó sẽ tạo ô trên mặt đất cái hình chữ thập. Và người nào mà vào trong cái phạm vi đó, cái phạm vi đó đó thì sẽ bị giải trừ đi tem địch ấy, thì sẽ bị giải trừ đi một cái net boost. Ok, một khả năng, một cái chiêu này có khả năng rất là ngon. Thì thậm chí mình cảm thấy nếu mà chơi con này ấy, thì thứ nhất là xài cái chiêu này rồi. Không đủ ô nha. Không đủ ô cho chiêu tele. Ok, thì có thể là sử dụng chiêu này. Sử dụng chiêu này. Tăng cường hoặc là chiêu đánh này. Ở một cốt. Ủa được. Rồi đúng là không đủ cái code để mà nhét được cái tele với lại kill 2 code các bạn. Chỉ nếu mà nhét tele thì nhét kill 1 code thôi, hoặc là kill hỗ trợ thôi. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ vào trong một cái trận. Ở đây mình sẽ đánh test bộ skill của nó như thế nào nha các bạn. Ở trong đây thì nó sẽ không có cho mình sử dụng thêm một cái lính nữa. Mình không có biết cái khả năng về cái tầm đánh xa của nó là 4 ô thì lính nó có đánh theo cái tầm của anh hùng hay không. Nó cộng ở trong thiên phú thì nó cộng là tăng tầm đánh là 1, không biết là lính thì nó có cộng theo hay không nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ có được sử dụng là 3 Q, một cái Q
này để quấn trong cái quấn đơn, thì khi mà quấn xong thì sẽ tạo ra một cái hiệu ứng ở trên mặt đất theo 4 ô vuông. Ở đây mình sẽ đánh cái con này trước, đánh con này trước, đánh con này trước, đánh con này trước. Đấy, nó sẽ tạo 4 cái ô vuông như vậy các bạn. Thì 4 cái ô vuông đó nó sẽ là khi kết thúc hành động á, cái đối phương mà nằm ở trên ô vuông đó thì sẽ bị loại bỏ đi một cái bút siêu cường, một cái bút và cấp cho chưa cấp nhưng mà khi mình đánh vậy á thì nó là trồng hai cái lớp này nè các bạn, trồng hai lớp magic fly nè, in là tăng lên 10% rồi đó, tầm đánh là lên cộng 1 rồi nè. Bây giờ là tầm đánh kỹ năng này là lên rồi nha. Vô xa dữ thần không để ok, ở đây cái kiểu này thì là tầm đánh của nó chỉ có 2 thôi nha các bạn. Ở đây thì lên là tầm đánh 3 rồi, cộng đơm là 5, ở đây là cộng đơm là 2. Thì khi đánh được một mục tiêu đơn thì nó sẽ trừ đi 1 nè. Bây giờ cộng đơm chỉ còn 1 hiệp thôi, thì tuần sau là ok là có rồi đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đánh cái con này ở cái vị trí xa là 3 ô. Đây thì nó sẽ cung cấp một cái hiệu ứng Holy Sail. Khi HP là 100% thì sát thương nhận giảm, duy trì trong một hiệp à. Vừa cấp cho nó, vừa cấp cho đồng đội bên cạnh nha các bạn. Có một cái đồng đội bên cạnh, đồng minh ngẫu nhiên nhận được, khiến bản thân và một đồng minh lân cận ngẫu nhiên nhận được Holy Sail. Khi HP là 100% thì sát thương nhận sẽ giảm, hay là cái khiên này Holy Sail when HP is to our 200% dam taken in it by 25%. Ok nha. Ở đây là trồng 4 rồi nha, coi như là hai hiệp là nó sẽ trồng lên được 4 lớp là tăng lên là 20% rồi. Còn con hay in mà để mà trồng được 4 lớp á, thì nó sẽ mất đến là 4 hiệp. Ở đây thì chúng ta có đây kiêu này lúc nãy là bây giờ là hồi rồi nè các bạn. Còn kiêu này thì cũng là hai hiệp thôi, tại vì nó không quýnh ai cả. Nó không quýnh ai cả, chừng nào nó quýnh thì nó mới hồi. Tele đến bên cạnh đồng đội. Chết cha. Có một sự sai lầm không hề nhẹ ở đây nha các bạn. Nãy mình đi á, thì mình là tele kế bên đồng đội, là sát bên luôn. Còn bây giờ là mình tele ở cách nó một ô. Đồng đội mình đây, rồi mình tele ở đây cách một ô. Thì cái hiệu ứng mà được hành động lại nó sẽ không được kích hoạt. Đây. Sẽ không được kích hoạt. Rồi bây giờ thì mình sẽ, cái này là hai hiệp, mình đánh luôn. Quên á, đánh 4 ô mà đi xa xa xíu quýnh con. Bốn ô nha các bạn, đây tầm đánh là 4 ô. Cách chất lên K8 và chỉ số của NPH phải chỉ số của người chơi, nhưng mà cũng có khả năng đó bạn, bút siêu cường phù đồ này kia ngon thì cũng có khả năng lên tới tầm cỡ đó. Ở con này thì 500 mấy mà, 500 mấy cho đi là 400 mấy, 900 mấy rồi, hơn ca vô trong đó được bút siêu cường là 200 nữa, là tầm K2 phù kia lên 500 nữa, K3 K4 cũng có thể. Ok, bây giờ mình sẽ vô lại để mình làm cái kêu mà tele. Lúc nãy mình tele nó hơi bậy. Rồi mình sẽ vô đây mình làm cái kêu tele lại. Có lẽ mình tele là nó không có hành động lại đúng không các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tele đến ngay cạnh đồng minh luôn, sát bên con chim luôn, là mình được quýnh lại. Trước khi vào trận và sau khi hành động,
sẽ nhận được. Ok, có nghĩa là quýnh. Bây giờ là nãy lúc nãy là mình quýnh thì nó sẽ được cộng là hai lớp, và bây giờ là mình không quýnh và mình chỉ kết thúc hành động thôi thì nó sẽ nhận là được một lớp. Bây giờ mình quýnh thì nó sẽ nhận được ba lớp. Hai lớp hả? Ba lớp. Ba lớp các bạn. Rồi thì cái hiệu ứng mà hành động lại nè, khi mà đứng cạnh đồng đội này, khi mà sử dụng cái chiêu hỗ trợ khi mà sử dụng chiêu hỗ trợ, chứ còn không sử dụng chiêu hỗ trợ đứng cạnh đồng đội á, không á thì nó không có đánh, đó là bị động. Nếu lượt này sử dụng kỹ năng hỗ trợ và có chức một đồng đội bên cạnh thì sau khi hành động thì có thể hành động lại. Các bạn sử dụng chiêu hỗ trợ thì nó mới đánh lại nha. Còn nếu như mà xài đứng không thì nó không có đánh lại. Và ở đây thì chúng ta có được một cái hai cái lớp này thì nó sẽ kết thúc hành động thì nó sẽ chồng một lớp, đánh trước khi đánh thì nó cũng sẽ chồng một lớp đây, trước khi đánh chồng lớp, kết thúc hành động chồng lớp. Nếu mà các bạn chưa có cái lớp nào, các bạn đánh vào một con lính thì nó sẽ được chồng lên là hai lớp. Còn nếu kết thúc hành động không thì nó chỉ chồng một lớp thôi. Đây rồi, ok hả? Một con Jessica Loli quá ngon. Có hỗ trợ tele tạo cái độ bất ngờ, có hồi máu ở tầm xa theo là kêu barcode, hoặc là đem mấy kêu này thì nó cũng có khả năng hồi máu cho một đồng đội có một cái lượng máu thấp nhất bằng hai lần chiến lược đó. Có cái khả năng vừa đánh vừa hồi máu rồi đó. Được rồi, ok. Ở đây thì chúng ta có được ba boost, ba phe ánh sáng nè, cội nguồn ánh sáng nè, và laser tái sinh. Một con có thể đi theo ba phe. Rồi sau khi mà review sơ qua về cái bộ kill và cũng như là chơi thử cái con tướng này ở những cái bộ kill như vậy, thì mình cảm thấy con này nó có một cái lượng trí lực cao, cái lượng sát thương gây ra cũng ở mức tương đối, nó chỉ là 15% thôi, nhưng mà chúng ta có thể phù thêm nó là sát thương gây ra ở cái phù gió nhẹ, cái phù gió nhẹ cũng được cho các bạn để tạo độ bất ngờ. Ở cái phù đồng hồ thì chắc khỏi. Thì nếu mà các bạn đem theo kill một combo này á, là các bạn đánh là khả năng xài kill liên tục rồi, không cần phải đồng hồ đâu. Còn đây thì này là trong là 4, nó là combo 5 thì đánh nó sẽ trừ đi combo 1, trừ 1 thì còn 4, nhưng mà mình lợi dụng nó được cái khả năng bị động. Nên là các bạn hỗ trợ cho đồng đội xong rồi có thể đánh lại, có thể là tele xong đánh, có thể là boost siêu boost cái này lên rồi xong rồi đánh. Đây là nó có hai cái kill để hỗ trợ thôi. Đây, hai kill này. Kill này thì hỗ trợ liên tục nè. Một hiệp nè. Kill này thì cách hai hiệp nè. Hai kill hỗ trợ này thế thì nó phải cách chứ nó không có tự động trừ, nó trừ không đồng ra được. Đây. Và cái lượng trí của nó khi vào trận thì nó cũng khá cao nha các bạn. Do là chỉ số vào trận cộng cái lớp này của nó lên ở trong cái chỉ số vào trận thì nó khác so với cái chỉ số cơ bản cộng ở trên này, nó khác hơn một chút. Rồi sát thương gây ra khá cao, có thể là sai phù ma thuật chứ các bạn. Sát thương gây ra tăng, sức lực tăng, sát thương gây ra tăng khi sử dụng kỹ năng sát thương phạm vi, có đánh phạm vi không? Nếu bạn xài phạm vi chiêu lửa thì khả năng phụ ma thuật cũng ok, còn nếu quýnh đơn không thì xài gió cũng được, không nhất thiết phải xài gì. Trăng tròn đó. Các bạn không xài, một là xài gió nhẹ, hai trăng tròn gió để tạo bất ngờ, mà bản thân nó cũng bất ngờ ở tele. Trăng tròn thì đưa được cái lượng
trí lực của nó lên cao. Rồi các bạn cảm nhận như thế nào về con Light of Renesis này? Đó là Lissica Loli, thì để lại phần bình luận ở phía bên dưới để cho các bạn cùng tìm hiểu xem là sắp tới đây chắc cũng mấy tháng nữa là chúng ta có nên quay cái con Jessica Loli này hay không. Ok, My Hero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn có một ngày chơi game thật vui vẻ. My Hero xin chào và hẹn gặp lại các bạn.